Hello, xin chào cả nhà ha. Em quá Cần Thơ miền Tây, chuyên gia bắt đầu gia dụng nội địa Nhật. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe ha, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em phép gửi quý khách một con bếp từ âm chứ ha, này âm. Ngoại hình đẹp ha, máy móc thì nguyên zin ha. Con này rất là ok, mặt kiến thì có chạy xước ha, nhưng mà xài thì ok bình thường, mặt thì không có bị bởi ha, học nướng học đồ ok bình thường hết. Đây hiện giờ em sẽ trước khi test em sẽ hướng dẫn thử cho quý khách ha. Hiện giờ là 29 độ ha, ánh sáng nó cháo quá. Đây 32 độ ha, đây là cái que thử độ em ha. Đó, dẫn là 30-31 độ ha, không có lên được cũng đúng không? Để hỏi em thử cái này trước nè, ha, ok ha, đó. Giờ em bỏ cái que đo nhiệt độ đây, rồi bỏ vô, rồi em đóng nắp lại, rồi hiện giờ 30 độ ha. Cái nút này là bấm ra, ha, bật công tắc ha, bật trước bắn mở gì cũng được ha. Rồi hiện giờ nó ba màn hình, nó không báo lỗi gì hết, ok. Con cá nè, quý khách thấy hình con cá không, là hộp nướng đó, bấm vô một cái rồi. Tại vì em xài cái sợi dây nhỏ em câu đỡ nên không dám bắt điện mặn nha, không dám bắt 2-3 cá một lượt. Đây rồi, quý khách cứ coi ha, nhiệt độ nó sẽ thay đổi ha. Đây là hộp nướng con cá, nó nướng được hai mặt trên và mặt dưới luôn, hai lần điện. Đó, quý khách thấy nó lên 32 độ ha, đó 33 độ ha, 34 độ, ok nha quý khách. Vậy là chứng tỏ là hộp nướng xài tốt nha, đó 35-36 độ tốt nha. Em tắt nè. Đó, nó vẫn còn hơi nóng, quý khách thấy không? Đó, nó còn hơi nóng dữ lắm. Rồi, một cái hộp nướng ok. Rồi, sẵn đây là bếp quang luôn ha. Đây, hiện giờ nó đang còn nóng bằng mấy độ đúng không? Đưa vô bình thường. Cánh sáng nó bị cháo quá. Đây ha, đây. Cũng là 30-30 mấy độ ha. Rồi, em sẽ bắt học qua. Cái hộp nướng nhỏ là tương ứng cho cái này ha. Đây, đó. Đó, quý khách thấy là lửa nó đỏ lên nào. Ok ha, đó, 50-60 độ, ok nha, tốt nha. Đây là tắt. Rồi ha, giờ em hướng dẫn lại nè. Cái này là hộp nướng ha. Cái này là 1 phút nè, hẹn phút á ha, hẹn giờ phút á. Nó tắt, hẹn. Mấy phút mình đè mình tắt ha. Và tắt cá thì bấm nút này là tắt luôn. Cái này là quang ha, cũng hẹn vậy luôn. Đó. À bếp quang nó không cho hẹn giờ quý khách ơi ha. Chức năng này bếp quang nó không cho hẹn nha. Rồi ok. Giờ tới bếp từ. Bếp từ bên này thì tương ứng cho cái này ha. Nếu như nó không nhận nồi nó sẽ chớp nha quý khách. Cái này nè, tăng giảm nè ha. Đó. 1 phút nè. Đó, 1 phút á, nó để là 1 phút ha. Đây, ok nha, nước lên tim mà quý khách thấy không? Cái hù hù này là cái gió ha, cái gió cái quạt em tháo ra em có vệ sinh cho cánh quạt chạy mướt nha. Đó quý khách thấy bốc khói không? Rồi ok nha. Rồi em tắt. Tắt là cũng lúc này luôn. Rồi giờ mình chuyển qua đây. Mình bấm cái này. Cái này thì nó hơi khác chút ha. Đó. Đây 160. Có đèn này nó chớp chớp là tức là đang nóng nha. Quý khách cứ để đi bình thường không sao hết. Đây 160 độ ha. Đó. Tiếp tục sôi bình thường nha.
Rồi em sẽ ví dụ cho cái khách xem ha. Hiện giờ nói gì đúng không? Giờ anh lôi cái nọ ra đi ra cho khách nè. Ha, cái khách thấy nó chớp không? Đưa nọ vô lại nè. Rồi, nó chấp nhận là nó chạy ha. Đó. Rồi cái nọ bên đây cũng vậy luôn giờ nè. Đó. Đó, cái khách thấy nó chớp không? Đâu có gì đâu. Đưa qua. Rồi, ok, chấp nhận ha. Đó, soi nha. Rồi. Quý khách lưu ý giùm em ha, cái con này điện nó hơi nặng nha, xài hết maximum nó là 4800W, nên quý khách lưu ý xài vừa vừa hoặc là dây bự thiệt là bự, dây bự cỡ này ha, nên xài hết 3-4 bếp một lượt ok. Còn mình dây mình nhỏ cỡ 1000-2000W thì mình xài một học này hoặc là hai học song song vẫn được, nhưng mà mình bắt lửa phân nửa thôi, giảm tải xe dây ha, tại vì dây nhà yếu lắm, cái đồ nó đồ cái đồ người ta chất lượng lắm đúng không? Rồi ok nha, quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Con này em bán giá công khai là 2,7 triệu chưa bao gồm phí ship. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ, em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.